Hello, Duy Nguyễn xin thân ái chào toàn thể quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một chiếc micro 48V vừa mới ra mắt trong tháng vừa qua. Đây là chiếc micro 87 Pro 2. Đó, tên của nó là Mat 87 Pro 2 nha. Và đây là một chiếc micro 48V để chúng ta thu âm và đạt cái chất lượng tốt nhất. Đây là cái vỏ hộp của chiếc micro, khá là xịn sò các bạn, khá là xịn sò. Đó, và đây cũng là một cái mẫu mà nó rất là hot trong thời gian vừa qua. Rất là nhiều bạn trẻ đã dùng nó để livestream trên Bigo hay là ấy. Thì trước đây á, thì cái mẫu đó là cái mẫu 5V. Cái mẫu 5V đó thì cái chất âm nó sẽ không được như là cái mẫu 48V này. Và Duy Nguyễn sẽ tiến hành khui ra cho mọi người xem thử nha. Đây nhá, đây là bên trong hộp sẽ có một sóc mâu đi kèm cùng với lại một chiếc micro. Và có đi kèm với lại một bộ dây micro nữa nha các bạn. Khá nụt, nói chung rất là nụt. Lớp sơn thì bóng bẩy hơn cái dòng U87 MA nhiều các bạn. Đây là Max 87 Pro 2 nha. Đó. Thì cầm trên tay á nó sẽ đầm và chắc hơn cái con U87MA rất nhiều. Đó, bởi vì giá cả nó cũng chênh lệch khá nhiều mà. Và đây là một dòng micro 48V. Theo Duy Nguyễn thấy thì cái màn thu của nó rất là lớn, màn thu của nó to, khá to đấy. To tương đương với lại con cái màn thu của con K BCK850, nó rất là to. Thì để một lát nữa mình kết nối thử coi nó nhạy hay không. Thì thường những cái chiếc micro nào mà cái màn thu nó to thì nó sẽ rất là nhạy và nó sẽ thu giọng hát rất là chi tiết. Đây phía trước của chiếc micro này, các bạn thấy không? Cái màu sơn của nó cũng được thiết kế rất là bóng bẩy và rất là chắc chắn, nó đẹp hơn cái dòng U87 rất nhiều nha, logo của nó nè. Đó. Đây là micro thu âm định hướng trái tim, thu trực tiếp từ phía trước và nó sẽ loại bỏ hoàn toàn cái tần số bên xung quanh và phía sau. Rất đẹp. Đây là sóc mâu của nó. Bây giờ mình cũng sẽ khui ra thử nha. Sóc mâu này đẹp á, đẹp hơn cái sóc mâu của U87 kia luôn. Nhưng mà nó bằng nhựa, sóc mâu này thì nó bằng nhựa nha mọi người. Khi mà chúng ta lắp lên thì để xíu nữa như vậy sẽ lắp nó lên luôn đây. Dạ, xoay tròn đó. Wow. Khi mà chúng ta đưa nó lên sóc mâu thì nó sẽ có một cái hình thù như thế này đây. Ha, rất đẹp đúng không? Rất đẹp, rất đẹp. Đẹp là một chuyện nhưng mà hát hay hay không thì lát nữa mình trải nghiệm thì mình sẽ biết nha. Mình sẽ coi luôn cái EQ của nó. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ lắp nó lên trên một cái trục. Sau khi chúng ta lắp lên trên cái giá này thì nó nhìn nó khá là sang chảnh luôn các bạn. Rất đẹp, rất đẹp. Ok. Đấy, bây giờ khá xịn đúng không? Mình sẽ thêm một cái pop filter vào. Năm nay thì có quá nhiều dòng micro mới ra mắt ha. Hiện tại bây giờ thì nhu cầu thu âm, hát live thì nó đã không còn xa xỉ nữa rồi. Rất là nhiều người có thể tiếp cận được ha những cái sản phẩm mới. Bây giờ Dương Nguyễn sẽ kết nối dây vào. Alo. Duy Nguyễn đã kết nối chiếc micro với lại phần mềm. Để mình alo nha. 1, 2, 6, 7. Alo. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo. 1, 2, 6, 7. Alo. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo. 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 1, 2, 6, 7. Lọc âm khá tốt các bạn. Lọc âm rất tốt. Chiếc micro này rất là rõ luôn nha, tiếng rất là rõ nét luôn. Màn thu nó lớn quá mà. Để mình tắt echo. Alo, 1, 2, 3, 6, 7. Đồng thời Duy Nguyễn bỏ một cái đo EQ cho các bạn xem nhé. Alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đây là cái đồ thị của
dãy EQ của nó trải cũng khá đều đấy các bạn. Từ con này thì ở quãng trung của nó được đẩy mạnh lên, thiết kế rất tốt dành cho những cái giọng hát nha. Vocal, mình thu vocal là sẽ tốt nhất. Ở đây thì nhà sản xuất đã cắt thẳng luôn rồi nè. Đó, cắt cho đến 65, cắt cho đến tầm 65 thì nó mới có tín hiệu, và ở đây cũng đã được cắt luôn. Cái dãy ở 16 thì cắt luôn rồi nè các bạn. Alo, 1267. Alo, 1267. Bây giờ thì dãy chép nó cao lên rồi đó các bạn. Rồi. Alo, 1267. Alo, 12. Alo, 1267 90. Alo, 1267 90. Bây giờ thì bass treble nó là rất là ok ha. Dương Nguyễn sẽ demo thử một đoạn nha. Bài hát này là bài Khoảng Trời Còn Lại. Đó, Dương Nguyễn sẽ hát cái bài của Dương Nguyễn luôn để test chiếc micro này ha. Mời cả nhà cùng nghe bài này luôn. Tại hát nhạc của người ta nó dính bản quyền. Đó, chơi của mình. Alo, alo, 1, 2. Hát thẳng đó, nó đẹp hơn. Anh đã quen rồi, cứ mỗi sáng thức dậy lại được ôm xít em vào lòng. Một ngày trôi qua giống như bao ngày, nhưng hôm nay anh lại cô đơn quá. Em đã đi rồi, em phải xa anh rồi, nơi xa ấy em có nhớ anh không? Em hãy thật vui lên, em đừng khóc nhé, ở nơi đây luôn có anh chờ em. Một ngày xa nhau thấy nhớ, thấy nhớ em yêu của ai. Muốn nghe thấy tiếng em cười và nghe giọng em nói. Nhớ đôi mắt nhung đèn huyền, nhớ đôi má lưng đong tiền, nhớ tất cả những gì thuộc về em. Bầu trời hôm nay cao quá, hai đứa một khoảng trời riêng. Anh ước anh sẽ là một vì sao sáng, rồi lối rồi bước em về, dẫn lối em trên con đường ngập nắng. Dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ em. Một ngày xa nhau thấy nhớ, thấy nhớ em yêu của ai. Nhớ đôi mắt anh. Tình cứ quên lời luôn. Ok, rồi, stop. Bài mới quá cho nên mình chưa có thuộc lời. Rồi, mình sắp tới mình sẽ thu bài này để tặng cho cả nhà nha. Đó, còn hôm nay là mình chỉ hát demo một đoạn để mình cho các bạn nghe được cái chất âm của chiếc micro Max 87 Pro 2 này. Đó, và đây sẽ là dòng micro cao cấp. Nó sẽ xếp vào cái dạng cao cấp để chúng ta hát với lại những chiếc sao cạc như là Focusrite hay là Steinberg. Nếu như mà các bạn nào muốn đặt mua sản phẩm này, có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn tư vấn cho mọi người nha. Còn bây giờ thì Duy Nguyễn cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt cả nhà.